chinh phục đỉnh cao đúng không? Từ nạp hóa. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kỹ thuật để chúng ta sử gọn cái câu thí nghiệm mức độ vận dụng cao về anh Sack Charoler. Bạn ta có câu tính toán trắc nghiệm điện này. Thủy phân 100g sắt thì thu được 104,5g hỗn hợp clu và đúc và sắt còn dư. Hiệu suất phản ứng thủy phân sắt là x% sắt tính giá trị của x. Thế bây giờ các bạn lưu ý này. Sắt của chúng ta nhá, khi mà thủy phân nhá thì có phải là cộng với H2O không? Thì tạo thành clu và đúc không? Và sắt còn dư đúng không? Vậy nếu thầy bảo toàn khối lượng, có phải thầy sẽ có là khối lượng của sắt cộng với khối lượng H2O thì chính bằng là khối lượng hỗn hợp sản phẩm không? Mà ta sẽ có là khối lượng của sắt ở đây là 100 cộng với lại khối lượng H2O thì bằng 104,5 không? Từ đó ta tìm được số mol H2O bằng 4,5 chia 18 không? Đúng không? Từ đó ta tìm được số mol H2O 4,5 chia 18 thì ta sẽ đạt được số mol H2O bằng 0,25. Thì khi chúng ta tìm được số mol H2O là 0,25 rồi thì ta sẽ có số mol H2O bằng 0,25 nhé. Ban đầu số mol sắt là 100 chia 342, phản ứng thì số mol H2O là bằng 0,25. Vậy số mol sắt cũng là 0,25. Từ đó mình tìm được hiệu suất phản ứng bằng 0,25 chia 100 chia 342 nhân 100%. Đúng không? Vậy từ đó ta sẽ tìm được hiệu suất bằng 0,25 chia cho 100 chia 342 nhân 100%. Chúng ta sẽ được là 85,5%. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là 85,5. Đấy.